Trong video này thì thầy Phan Anh và PA Marketing sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các anh chị các bạn một cái chủ đề, đó là trình quản lý quảng cáo của Facebook. Trình quản lý quảng cáo của Facebook hay tiếng Anh gọi là Facebook Ads Manager. Vâng, và cái trình quản lý quảng cáo này thì nó có hai phiên bản. Một phiên bản là ở trên máy tính và một phiên bản ở trên điện thoại. Với phiên bản ở trên điện thoại thì các bạn có thể cài cái phần mềm có tên là Ads Manager, Meta Ads Manager. Đây các bạn đang nhìn thấy nhá, tìm Meta Ads Manager. Đó, thế còn trên laptop thì các bạn vào địa chỉ là facebook.com/Ads Manager. Đấy, và sau đây thì tôi sẽ xin phép hướng dẫn thao tác và giới thiệu với các bạn các cái menu của trình quản lý quảng cáo, cách sử dụng, cách truy cập trình quản lý quảng cáo của Facebook. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trình duyệt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ vào trình duyệt và chúng ta sẽ chủ động sang cái tài khoản mà chúng ta có cái công cụ và có cái tài khoản quảng cáo vẫn còn đang tồn tại, vẫn còn đang sống, đúng không? Chúng ta sẽ đánh vào địa chỉ là facebook.com. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ đánh thẳng vào địa chỉ là facebook.com/Ads Manager như thế này. Đó. Thì nó sẽ hiển thị ra cái trình quản lý quảng cáo. Đây chính là cái giao diện mặc định khi đi vào trình quản lý quảng cáo. Hoặc không thì chúng ta sẽ vào Facebook. Sau đó chúng ta sẽ nhìn ở cái menu bên trái. Cái menu bên trái, đúng không ạ? Thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở đây. Vâng. Chúng ta cũng sẽ đi tìm đến cái phần trình quản lý quảng cáo. Đó, trình quản lý quảng cáo. Đấy. Thì chúng ta bấm vào đây thì nó cũng ra cái địa chỉ như thế này. Đây là cái giao diện của trình quản lý quảng cáo. Và nó đang cho chúng ta thấy rằng là đang chạy hai chiến dịch. Vâng. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ vào menu của trình của nó. Thì chúng ta sẽ xem có những cái công cụ gì. Đấy, menu của trình quản lý quảng cáo ở đây chúng ta nhìn thấy có trình quản lý quảng cáo, có đối tượng, có chất lượng tài khoản, có cài đặt, có báo cáo quảng cáo và có xây dựng quy tắc tự động. Đấy, còn ở đây phần này là phần cao hơn, là phần trình quản lý doanh nghiệp, thì có bảng kê chi tiết các cái cài đặt cho doanh nghiệp, chất lượng tài khoản thì nó là đây rồi. Đấy, rồi Meta Business Suite tức là cái phần quản lý cái fanpage của chúng ta. Đấy, sự phù hợp và an toàn cho thương hiệu. Vâng, sự phù hợp và an toàn cho thương hiệu là gì? Nếu mà chúng ta muốn đánh giá và muốn báo cáo cái thương hiệu của chúng ta để những người khác không ăn cắp được hình ảnh, không sử dụng được hình ảnh và thương hiệu của chúng ta trong các fanpage của họ, thì chúng ta có thể chọn đây. Đấy, vân vân. Đây, vấn đề bảo vệ bản quyền và thương hiệu đây. Đấy, rồi thì cài đặt tài khoản quảng cáo. Rồi thì công cụ cổng, công cụ thanh toán và sáng tạo. Đây là Creative Hub, là công cụ sáng tạo. Thế dưới này thì có công cụ thanh toán. Ở trong phần chúng ta sẽ có thể chọn cái phần liên quan đến tài khoản. Chúng ta cũng có phần trình lập kế hoạch chiến dịch, vân vân. Phân tích và báo cáo thì chúng ta có phần Audience Insight, tức là phần phân tích về khách hàng. Đấy, báo cáo về nội dung, lưu lượng truy cập cho cái trang web hoặc là cho fanpage. Đấy, các cái thông tin chi tiết và thử nghiệm. Trình cộng tác với thương hiệu trên Meta. Thu hút khách hàng, bài viết trên trang, bộ sưu tập âm thanh và công cụ quản lý thương mại. Đây là tất cả những cái menu của trình quản lý quảng cáo. Thế thì chúng ta sẽ đi vào từng cái một và những cái gì tôi sẽ điểm qua. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào trình quản lý quảng cáo để chúng ta xem các chiến dịch đang chạy, đã chạy như thế nào, đúng không ạ? Thì chúng ta nhấp vào đây thì nó sẽ ra cái phần quảng cáo. Chúng ta đang chạy, ví dụ 1 triệu, chúng ta thu được 62 tin nhắn. Chúng ta có được 17.000 một tin nhắn bằng cách chia bình quân và gửi thông tin. Vâng, nó đơ một chút, ok được rồi đấy ạ. Tiếp tục, phần đối tượng ở đây chính là phần remarketing. Chạy remarketing thì chúng ta sẽ quan tâm đến đối tượng bao gồm đối tượng tùy chỉnh và đối tượng tệp tương tự. Trong đối tượng tùy chỉnh thì chúng ta có chia làm các cái đối tượng tùy chỉnh từ các nguồn, và đối tượng tương tự thì là nhân từ cái đối tượng tùy chỉnh ra.
Thế còn đối tượng đã lưu là cái đối tượng mới chúng ta lưu lại thôi. Phần này tôi đã hướng dẫn trong một video khác. Phần chất lượng tài khoản thì Facebook cung cấp cho chúng ta một cái phần thông tin để cung cấp về chất lượng tài khoản của chúng ta. Ví dụ như tài khoản của chúng ta có vi phạm gì không? Đấy, có những cái chính sách gì hay là đã vi phạm cái gì, đã bị từ chối như thế nào, quản lý fanpage ra làm sao, vân vân. Điều này để cho chúng ta đo lường cái sức khỏe của tài khoản quảng cáo. Đấy. Tiếp tục mình trình quản lý sự kiện. Đấy, thì ví dụ như là chúng ta tạo ra các sự kiện trên fanpage thì chúng ta có thể quản lý. Thư viện quản lý file. Thư viện quản lý file thì các cái ảnh mình đã đăng lên trên cái phần business thì nó sẽ có thể lưu ở đây để mình lấy thông tin nó thuận tiện hơn. Nhưng thực tế thì chúng ta cũng rất là ít khi sử dụng cái tính năng này. Đấy. Hầu hết là chúng ta sẽ đăng bài thẳng trên fanpage. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn bài đăng, chứ ít khi mà chúng ta vào đây chúng ta sử dụng. Đó. Trình quản lý sự kiện thì chúng ta cũng gần như không sử dụng gì đến, đúng không ạ? Rất ít, vâng. Có cái phần cài đặt tài khoản quảng cáo thì cái phần này thì tôi nghĩ là mọi người sẽ dùng nhiều. Ví dụ như chúng ta có thể share thông tin thêm công cụ thanh toán. Ví dụ như chúng ta thêm cái công cụ thanh toán thì chúng ta chọn vào đây. Rồi chúng ta thanh toán trước cho Facebook. Chúng ta nạp tiền thì chúng ta vào đây. Thêm thẻ thì chúng ta vào đây. Đó. Cái phần mà Creative Hub này nè, mình tạm dịch Hub là cổng, Creative, Creative tức là sáng tạo, cổng sáng tạo, thư viện sáng tạo, thì chúng ta sẽ thấy là ở đây nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một vài cái thông tin, một vài cái định hướng để chúng ta có thể tạo ra được những cái mẫu mô phỏng cho các cái chiến dịch quảng cáo của chúng ta. Đấy. Thì chúng ta vào đây chúng ta xem nhá. Phần giới hạn quảng cáo và trang thì cung cấp những cái thông tin về giới hạn quảng cáo và trang của mình. Phần tạo quy tắc tự động thì là một cái phần rất là thú vị, thì mọi người cũng sẽ xem trong một cái video khác tôi hướng dẫn. Ở đây thì toàn bộ cái menu của nó có rất là nhiều thứ. Ví dụ như cái trang này có giới hạn hay không, những trang này đều không bị giới hạn, đều đang bình thường. Tạo quy tắc ở đây thì chúng ta sẽ tạo quy tắc này là bao gồm là giảm tình trạng chồng chéo về đấu giá, giảm tình trạng về phân tán đối tượng và giảm tình trạng về tối ưu hóa quảng cáo. Thì đây chính là cái mà bí quyết để mà chúng ta tạo được cái chiến dịch nó hiệu quả. Rất ít người sử dụng cái quy tắc này thì tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn sau. Đấy. Và những cái công cụ khác, quản lý với thông tin về trang, báo cáo về tình trạng quảng cáo, phân tích về khách hàng. Đấy, rất nhiều. Ví dụ như là fanpage này có bao nhiêu like, rồi như thế nào, đối tượng ra làm sao, so sánh trong tương quan với các cái fan. Đây là cái bản pivot về quảng cáo để phân tích. Cái bảng pivot nó sẽ phân tích cho chúng ta chi tiết hơn. Đây chính là cái phần mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở phần đánh giá hiệu quả quảng cáo, nhưng mà sẽ được phân bổ chi tiết hơn là cái phần pivot. Được chưa? Chúng ta sẽ vào phần reporting này. Thế còn meta business suite ở đây, chúng ta nhìn thấy là nó so sánh đối tượng, nó cho chúng ta nhìn thấy là cái tệp khách hàng ở đâu, như thế nào, những cái gì họ thích, cái gì trang gì hot, trong tương quan so sánh như nào, thì ở đây để chúng ta có thêm thông tin về cái người dùng trên Facebook của chúng ta. Ok. Đấy. Thì như vậy tôi vừa giới thiệu sơ lược cho các bạn một số những cái công cụ cơ bản, menu cơ bản của trình quản lý quảng cáo. Và nếu như tài khoản quảng cáo của bạn chưa bị vô hiệu thì trình quản lý quảng cáo của bạn vẫn truy cập và hoạt động bình thường. Còn nếu như mà tài khoản quảng cáo của bạn mà bị vô hiệu thì trình quản lý quảng cáo của bạn sẽ không sử dụng được và cái tài khoản của bạn cũng bị vô hiệu. Ok. Vâng. Nếu các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào liên quan đến chạy quảng cáo Facebook, tối ưu quảng cáo Facebook, bán hàng trên Facebook, các cái tăng ngân sách cho Facebook, tối ưu giá thầu, thì các bạn có thể liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp,
hoặc là giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi để được tư vấn và trợ giúp, được chưa ạ? Và số điện thoại và thông tin các bạn thấy rồi đấy ạ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.